cây cây gì trong này đẹp quá. Cây này là cây gỗ chắc rồi. Có một cái vườn mới đây mà tôi không biết, ngay giữa chợ Vạn Phúc. Đây là cây gỗ chắc rồi. Tôi chưa biết là vườn của ai. Đang nghỉ giờ nghỉ trưa thì cứ vào thôi. Bác muốn biết chi tiết thì ra chợ nhé. Cây chắc các bác ạ, cây gỗ chắc. Gỗ chắc rất khổ. Cái này thì tiền thì nó cũng không biết là thế nào một lần rồi. Nói 100 thì cũng hợp lý và nói tề thì cũng có thể là hợp lý. Cây cối nó là vậy mà. Đúng cây mà gọi là đẹp rồi thì khó lắm. Có thể người này mua 100 nhưng qua tay người khác là lên hàng tỷ tỷ rồi. Nó rất là khó. Cho nên giá chỉ bằng tính chất tham khảo được thôi. Vậy cũng tùy người bán mà. Và nói giá bao nhiêu như nào. Đấy, cây chắc. Tôi thấy là đẹp nhất từ trước này. Đối với một cây chắc. Cây chắc đổ, dáng đổ. Kinh ngọt. Nhìn đi. Dã man à. Dã man tàn bạo. Đấy, đừng thân các bác này. Đổ hoàn toàn tự nhiên các bác nhé. Hoàn toàn tự nhiên. Tuyệt vời. Cây này mà là cái cây gì nữa thì cũng đẹp hết. Chẳng phải nói là cây chắc, cái cây này là cây. Cây này là cây hoa giấy thì cũng tuyệt vời. Cây gì thì đều để mà làm thành hình dáng như này cũng đều tuyệt vời cả. Đấy, còn cây tùng tuyết này. Ngọa tùng. Đổ thì dã man luôn. Ngọa tùng rất già. Ngọa tùng hay gọi tùng tuyết các bác nhé. Tùng tuyết này. Vì sao gọi tùng tuyết? Vì nó có những cái búp trắng trắng này. À, nó dày, cái búp nó dày hơn và nó nhọn hơn. Nó to hơn cái tùng cối. Nó lún phún như màu tuyết ấy, gọi là tùng tuyết. Đó. Rất đẹp, cái ngọa tùng này. Ngọa tùng này thường là hình dáng tự nhiên của nó đã đẹp rồi. Đấy, tự nhiên là đã đẹp. Xin phép tôi quay từng cây một. Bác chủ, bác cứ không biết có hài lòng hay không nhưng mà cứ vào thôi. Chả biết chủ là ai. Ngọa tùng này. Xin phép không hỏi giá nhé gì bác nhé. Mà tính chất là mình đi chơi thôi. Những cây như này hỏi giá nó vô cùng á. Đấy, phế. Cây nào cũng rất là nét. Lộc vừng. Kia cũng lộc vừng. Đây lại một cây phi lao dáng quần thụ nữa, rất là đẹp. Đấy, quần thụ rất đẹp quá. Đấy, các bác nhìn. Mặc dù tay cành chưa tán chưa đầy nhưng mà tay cành chia rất hợp lý, rất mịn. Đầy đủ hết rồi. Chỉ có tán nó đầy lên là thôi rồi. Thôi rồi. Tùng à, kim cương. Tùng kim cương. Lá các bác nhìn này. Lá to, mướt, tròn như nhựa. Đẹp không các bác? Chắc là của những cây của bác có tiếng ở Hà Đông rồi. Trong cái làng cây rồi thì mới có sở hữu được những cây như này. Cho nên ta miễn bàn về cái giá của nó. Mà ta chỉ đi xem với cái góc độ là mình đi chiêm ngưỡng cái đẹp thôi. Bác nhé. Còn các bác muốn biết địa chỉ thì đây là ra giữa chợ Vạn Phúc. Đấy. Giữa chợ nó có một cái vườn. Để các bác vào thôi. Ở đây nó không có số nhà gì hết cả. Đi ra đập vào mắt cái cây chắc kia là biết là vào. Xì. Khu vườn dành cho đại gia rồi. Xì. C
xì cột chậu. Cái này thì chắc phải tiền trăm. Tiền trăm, cái xanh xì đang sốt lắm. Xanh xì đang rất sốt. Bồ đề, bồ đề búp đỏ khác nhá. Bồ đề ta đề đỏ khác nhá các bạn nhé. Đấy, và còn một giống bồ đề này nữa nhưng mà nó màu trắng y hệt lá này, thì ta cứ tạm gọi là bồ đề đi, đỡ đau đầu. Đấy, các bác nhìn vách biết này. Nó khác ngay so với cái cây, mấy cây hàng chợ mình là quay đúng không? Khác. Này, cái xì này, xì không biết là từ năm bao nhiêu đây, rất già này, già vô đối. Cây cành rất mịn. Bao nhiêu ngày tháng lang thang ở chợ hôm nay mới thấy cái chỗ này. Mới dọn vào đây thì phải không? Nhìn này, mới vệt mới láng. Mới dọn vào đây. Đang cái giờ nghỉ trưa chả biết chỗ chủ là ở đây. Cây này mà cây này là cái cây mà tôi không biết là cây gì đây, nhưng mà hôm ông Lập ông bảo cái cây châm, mua của ông Lập một cây để giúp cho bác trong Đắk Lắk đây. Thì nó hôm nay lại gặp cây thứ hai. Cây này có vẻ đẹp. Cây này mini hơn, đẹp hơn. Cây kia to. Đúng là dòng này, có hoa đây. Tôi không biết có phải cây châm không. Nếu mà gặp bác chủ mới đây hỏi cho bác xem cái gọi là cây châm không. Cứ gọi là cây châm thì biết cây châm là cây quái gì đâu. Đấy, các bác nhìn. Cây này thì nó có hoa, thấy bảo là có hoa, có quả. Hoa thì nhìn thấy rồi, quả thì chả biết. Chắc có hoa lại có quả thôi. Cái hoa nó như thế này cơ mà. Nhìn nó rất là ưa nhìn. Xin phép phải quay kỹ một tí. Đấy, view xa cái xì kia nhìn thấy phê đúng không ạ? Phê ôm một hòn đá san hô rồi. Là san hô. Lưng này nó hơi cháy một chút nhưng không sao. Lưng này nó hơi cháy một chút. Chỉ có một chút đây thôi. Cây dáng rất đẹp. Dáng có một số cái dễ buông điểm rất hay. Mặt này là mặt rất đẹp. Rất nghệ thuật. Rất dài cơ. Tiền trăm thì cũng bã bỏ công thôi. Bao nhiêu năm tháng. Bao nhiêu đời người. Quay trở lại cái trăm này. Dáng vừa dáng quần thụ lại vừa hoành một chút. Cây này có vẻ cũng dễ sống đấy. Thuộc dòng cây dễ sống đấy. Đó. Lá nhìn rất là mỡ màng. Dài. Khá hay. Nói chung là chơi một cây có dáng rất hay và dòng dõi là một cây lạ trong giới bonsai. Có thể là cây này ở trong miền Trung phổ biến hơn. Bồ đề cứ gọi là bồ đề, cây gì cứ búp đỏ gọi là búp đỏ thôi. Bồ đề búp đỏ khác, bồ đề đỏ khác. Đấy. Nhiều khi là cứ bị loạn, kể là thợ thích chơi cũng bị loạn. Đấy. Dù cây phôi hay là cây hoàn thiện thì đều được lựa chọn khá là tốt trong khu vực này. Đây là cây vú sữa. Vú sữa. Vú sữa. Vú sữa này thì cũng tạm được. Lại gần cây phi lao này các bác nhé. Phi lao.
cùng chung một gốc các bác nhé, cùng chung một gốc ấy, dáng rừng nhưng mà cùng chung một gốc hết, chung gốc hết, rất hay. Vườn ít cây thôi nhưng mà có những cây chất lượng. Này, cây xanh này tôi cũng thấy thích này. Xanh quê này mình cũng thấy thích. Xanh quê da vàng này. Xanh quê mà da vàng không kém tiền đây. Cũng cốt chậu đây. Cái chậu này có vẻ không hợp lắm, mà cái cốt chậu cũ là tròn tròn. Nè các bác, cũng dán hơi dán cổ một chút. Cây này thì vừa bản sắc Việt Nam này, vừa có phong cách quốc tế cây này, tuyệt vời. Và cái cây chắc kia thì nó vừa hội tụ đủ cổ kỳ Mỹ lẫn cả phong thủy đó. Cây chắc đó. Xin phép kết thúc của video cái cây chắc các bác nhé. Vườn tuy ít cây nhưng mà có những cây rất chất lượng, rất thích. Còn nó là những cây khá là to thì tôi không thể quay chi tiết được, quay tổng quát các bác là ra tận hơi ngắn nha. Khu vực giữa chợ Vạn Phúc các bác nhé. Đấy, vườn có tí thế này thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi.